cái bắt đầu video này thì bạn cho mình một like, một subscribe cũng như là mình bấm cái chuông bên cạnh để nhận được những thông báo của mình nhé. Và còn bây giờ thì vào video thôi anh em ạ. Ok, hello xin chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với channel mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục tựa game Project Slayer. Hôm nay mình sẽ đi đổi cái lại hơi thở của mình và để làm nhiệm vụ hướng dẫn anh em lấy hơi thở sương mù cách dễ dàng nhất. Thì điều đầu tiên anh em phải farm cho mình 150 cái sừng quỷ nha anh em. Và anh em mở cho mình cái map tên là Mid China Location. Đấy anh em tới đấy. Và anh em sẽ đi qua trái giúp mình. Đâu rồi, này, đi trước mặt anh em qua trái. Đây, gặp ông già này cho mình nha anh em. Và rồi anh em sẽ vào hỏi chuyện ổng. Ok, đấy thì anh em phải cần đủ 10.000 và 150 cái sừng quỷ anh em. Và trước khi nếu mà anh em bị cái nhiệm vụ này anh em nhận không được á, thì là tại vì sao? Tại vì mình bị dính cái nhiệm vụ. Ok, thì mình phải bấm cái chữ bỏ cuộc vào nó thì mình có thể nhận nhiệm vụ của ông ấy. Ok, đấy, được rồi đó anh em ạ. 10 cái bên và 150 cái sừng. Ok, bấm thôi anh em ạ. Và ổng sẽ giao mình một cái nhiệm vụ đầu tiên. Cái nhiệm vụ đầu tiên là cái gì? Nhiệm vụ đầu tiên anh em sẽ đi tới cái nơi gọi là hình như là đâu rồi ta? Ở đâu nhở anh em? Mình quên luôn rồi. Anh em nào chơi lâu thì chắc chắn cũng sẽ biết là chỗ này chỗ nào rồi ha. Cái chỗ này là cái chỗ nơi bú bình và anh em để tập ngồi thiền và các kiểu. Và mình sẽ vào úp trà anh em ạ. Chứ không phải đi qua núi nha anh em. Đừng có nhìn kiểu này mà anh em tưởng là bay đi qua núi bên kia nha. Anh em đi vào trong đây nhá. Và rồi anh em vẹo phải cho mình nhé anh em. Vẹo phải cho mình xong rồi vào vô trong nữa. Đấy là anh em sẽ tới nơi. Và cái chỗ này gọi là ốp cơ sở huấn luyện. Tại mình để tiếng Anh. Còn nếu mà tiếng Việt, nếu mà mình để tiếng Anh thì sẽ khác nữa anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đánh cái này. Đấy, đấy là sung sức. Mình sắp win anh em. Thế nào mình cũng win. Tại vì cái trò này mình không bao giờ thua được. Chắc chắn luôn với anh em. Mình không bao giờ thua được. Sao mà thua được? Trời ơi. Trời. Ui, nhanh quá. Bơ. Rồi sắp xong rồi anh em. Sắp xong rồi. Ấy. Ủa. Chết. Mình bấm nhầm nút cách anh em à. Trời ơi. Nhưng mà chắc chắn lần này mình sẽ thắng anh em ạ. Ui quá gì luôn em chỉ cần vào đây anh em chỉ cần chơi lặt chơi già với mấy con nhỏ cô gái đó là được rồi anh em mà xong rồi bây giờ mình phải giờ mình nhận nhiệm vụ lại thôi anh em ạ. Ok đây thì mình tới nơi rồi anh em ạ. Bây giờ nhiệm vụ thứ hai cái gì mình cũng chưa biết nữa, để mình coi mình vô mình nhận thử coi nhiệm vụ thứ hai là cái gì nhá. Ok không hiểu gì hết rồi, meditate rồi biết rồi, đi ngồi thiền anh em ạ. Là quay về cái chỗ cũ của các bạn ơi. Ok thì mình sẽ quay về cái chỗ mà ốp cơ sở huấn luyện hồi nãy anh em, mình ngồi ốp trà với mấy con nhỏ cô gái. Ok anh em nhé, quay lại chỗ đó thôi anh em ơi. Và ngồi phải ngồi thiền nữa anh em ạ. Mình gắt ghét cái ngồi thiền này. Thì tới rồi anh em ơi. Đây vô ngồi thiền nè. Vô easy lắm anh em ạ. Cái này easy lắm, cái này mình quen cũng từng mình làm ngồi thiền rồi nên mình cũng sẽ nói chung là khá là quen rồi nên cũng không có gì hết. Thì kiểu là làm cho mình sợ hãi anh em ạ. Nói vừa nói ui sai hai cái luôn rồi. Bình tĩnh nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Nhẹ nhàng thôi, cái này phải nhẹ nhàng thôi. Làm ẩu là mắc làm lại á. Tôi đổi anh em ơi chứ tôi chưa bao giờ thường thục mấy cái này đâu. Giỡn thôi gậy. Bấm sai quá trời luôn, nhân vật mình thở quá trời luôn anh em. Cuối cùng nãy giờ mới xong thì cuối cùng thì nhân vật mình sắp bể phổi chết rồi anh em ơi. Mới vô mà gặp mấy anh trai rồi. Trời, hello mấy anh trai á. Tôi đi nhận vụ làm tiếp đây. Thì mong là mấy anh trai đừng quýnh mình hiền khô à. Tôi nhận nhiệm vụ cái xong rồi. Gì vậy mấy anh trai, tôi có làm gì đâu. Gì vậy anh, trời mấy anh khứa ruột gan mình lòi luôn. Oh no luôn. Chết rồi anh em. Mình không còn sức mạnh gì mà nó quýnh mình như thế này. Thì thôi mình xin vĩnh biệt. Mình bị hai khứa đó gượt thì cuối cùng mình cũng đã tới được đây rồi anh em ạ. Và mình đã chơi chiêu đánh lừa bọn họ và mình đã cuối cùng đã tới được đây. Và mình đang làm nhiệm vụ thứ ba nè anh em ạ. Mệt thực sự anh em ạ. Mình chỉ đi làm thôi, mình chỉ đi qua bển nhận nhiệm vụ thôi. Mấy bạn cũng không tha mình nữa thì chả hiểu tại sao luôn á. Mấy bạn đợi đi, mấy bạn đợi một ngày nó đi. Tôi sẽ trả thù bạn á. Tại vì đây không phải là nick chính của tôi thôi. Chứ đưa nick chính tôi ra tôi cũng yếu xèo à. Nhiệm vụ thứ tư nè anh em ạ. Mà mấy bạn đó còn ở đó luôn nha. Mình mong là mấy bạn không thấy được mình nha. Chứ mình thấy mình sợ mấy bạn ở đó. Mình không có một chiêu luôn. Mấy bạn cứ dồn đau mình quýnh mình hoài à. Nhiệm vụ thứ tư nữa. Nhiệm vụ đi bút húp là đi
chống đẩy anh em mà đi húp 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 anh em, cái gì á, đi bull húp cái gì á, thì mình cũng đã tới được nơi anh em mà. Thì mình vô mình rèn luyện sức khỏe dồi dào với mạnh mẽ nè. Anh em vô thảm đỏ nha, anh em đừng vô thảm xanh nha, vô thảm xanh cái là anh em ngồi tu luôn á đó. Đó anh em phải mạnh mẽ đó, tập luyện là anh em phải cực kỳ cực chắc luôn. Và anh em tập tập mấy cái này á, push up gì á, là anh em có thể là lên một tầm cao mới, cơ tay anh em lên để anh em tập vung kiếm chém bay đầu mấy con quỷ đó. Cái này cũng easy thôi anh em, mà xong rồi đó anh em mình làm chút xíu rồi ok, cái nhiệm vụ cuối cùng là anh em đi quýnh con boss tôn Kito anh em. Mà con này thì nói chung là có bạn mình hỗ trợ rồi nên là không còn phải lo nữa, ok đi thôi anh em. Đây thì boss mình, bạn mình tới, bạn bây giờ quýnh thôi anh em, mà bây giờ mình không có chiêu thức gì trơn, mình chỉ cần vô quýnh ké thôi, quýnh đụng đụng nhà cái gây đam chơi vui anh em, lỡ cái món đồ ngon lụm lưu như sao nữa, quá xuất sắc luôn. Không, mình chơi thường thôi, mình cũng phải đủ đam nhiều hơn, đam hơn bạn mình nữa. Trời bạn quýnh dữ quá, bạn chờ tôi quýnh cái tờ ơi, bạn quýnh gì kìa, này bạn nhìn tôi à. Tôi không có chiêu nhưng mà tôi thích quýnh lắm, có gì xíu tôi chết sớm bạn cứu tôi á. Chần chờ cái gì nữa, boss sắp chết ở bạn ơi, rồi chọt chọt vài phát nữa là nó ngủm củ tỏi các bạn ơi, không còn bao lâu nữa. Ui 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 gì đây, sao còn của mình tôi vậy? Anh em tôi đâu rồi, bạn ơi bạn đâu rồi, chết rồi, mình nghĩ mình có thể thắng được ông ta, chắc chắn có thể mà, có rồi anh em, có rồi, ổn rồi, win này, mình win này, yes. À, mình đã lấy được mid rating rồi các bạn, ghê chưa đấy. Anh em nhìn bên tay phải đi, mình đã lấy được rồi. Thì làm gì nữa anh em, kết thúc video thôi nào anh em ơi. Rồi hết video anh em ơi, và nếu anh em thấy video này nhớ để lại cho mình một like, một subscribe, và nhớ đừng quên nhấn cái chuông bên cạnh để nhận được nhiều thông báo cho mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì hết video rồi các bạn, chúc các bạn xem vui vẻ, mình đi ngủ đây.